ngọc dung xin kính chào quý khán thính giả đến với câu chuyện trong tuần thưa quý khán thính giả câu chuyện trong tuần hôm nay kính mời quý vị theo dõi bài viết cách mạng hy sinh và cống hiến do tác giả tưởng năng tiến đã có các giải pháp để huy động nguồn lực vàng us dollars trong dân thống đốc ngân hàng lê minh hưng từ bangkok Facebook Trần Quang Đô hớn hở cho hay Ngân hàng hôm nay mùng 5 tháng 5, đồng kín người. Thiên hạ xếp hàng nhận 5.000 bạc, tương đương 250 đô la Úc. Tiền hỗ trợ người dân trong dịch cúng Vũ Hán. Điện nước thì miễn phí trong 3 tháng cho dân lao động. Tôi cũng hay lui tới Thái Lan, nên hoàn toàn không ngạc nhiên gì về chuyện này vì mang tiếng là quân phiệt, nhưng bọn tướng lãnh ở nước này yếu xìu hà và hay mị dân bằng tiền lắm. Tiền trợ cấp cho những người khuyết tật, tiền giúp đỡ cho kẻ neo đơn hay ông già, bà lão. Họ tạo cho dân chúng thái cái tâm lý ỷ lại và hèn yếu. Bởi vậy, dân thái chưa bao giờ đánh thắng được một đế quốc to nào cả. Đế quốc cỡ trung bình hoặc nhỏ xíu cũng khỏi cũng khỏi có dám luôn dân việt thì hoàn toàn khác ngon lành và bảnh bao hơn thấy rõ báo thanh niên số ra ngày mùng 6 tháng 5 năm 2020 vừa hãnh diện cho hay nhiều cá nhân gia đình ở tỉnh Thanh Hóa đã làm đơn xin không nhận tiền hỗ trợ dịch bệnh Covid-19 nhằm chia sẻ khó khăn với chính phủ trong giai đoạn hiện nay. Báo Lao động đọc được hôm ngày 2 tháng 4 năm 2020 còn loan tin phấn khởi hơn nữa. Lão nông miền núi hiến đất mặt tiền để chống dịch Covid-19. Những nghĩa cử cao đẹp này tiếc thay ta không được dư luận đồng tình mà còn có không ít điều tiếng eo xẻo. Ngô Trường An Dân nào rảnh rỗi có vậy? Không nhận thì thôi, chứ việc chó gì phải viết đơn. Minh Nguyên Khuê Đất mặt tiền thì liên quan gì đến việc chống dịch COVID-19 ạ? À? Thảo Dân Tại sao dân cứ phải hy sinh nhiều như vậy? Tại sao cứ mãi bòn rút tận dụng nơi khô rách. Những lời phát biểu linh tinh, thượng dẫn hoàn toàn đi ngược với truyền thống, cống hiến toàn diện và hy sinh tuyệt đối của cuộc cách mạng, vô sản vĩ đại ở nước ta. Xin đơn cứ đôi ba trường hợp để rộng đường dư luận. Ngày 12 tháng 2 Ngày 12 tháng 12 năm 1953, Bế Văn Đàn hy sinh lấy vai làm giá súng. Ngày 1 tháng 2 năm 1954, Tô Vĩnh Diện hy sinh lấy thân chèn pháo. Ngày 13 tháng 3 năm 1954, Phan Đình Giót hy sinh lấy, thinh mình, lấy thân mình lấp lỗ châu Mai những tấm gương hy sinh vừa nêu có thể vì quá sáng khiến nhiều người chói mắt nên không nhìn nhận là sự thực. It's too good to be true. Còn những đợt hy sinh tập thể, có vô số cá nhân người dính trùng thì vô phương chối bỏ. Sau cuộc cải cách ruộng đất 1953 đến năm 1956, tại miền Bắc, toàn thể nông dân nơi đây đất tự nguyện mang hết đồng ruộng giao nộp lại cho nhà nước bằng cách gia nhập hợp tác xã để chính phủ thực hiện chủ trương đất đai của toàn dân một chính sách mang lại công bằng và ân ích cho trăm dân muôn họ. Trong những đợt cải tạo công thương nghiệp ở cả hai miền Nam và Bắc, không ít người dân Việt cũng đã mang hết nhà đất, xe cộ cơ sở thương mại hiến tặng cho nhà nước trước khi tự tử vì họ ân hận đã tích trữ tài sản hơi nhiều. Thiệt là quá đã và quá đáng. Tuy thế, vẫn chưa đã bằng nguyên cả tuần lễ vàng cơ. Theo như từng thuật của báo Điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam, cách đây gần 75 năm, trước những khó khăn trồng chất của tình thế cách mạng chủ tịch hồ chí minh và đảng ta đã vận động nhân dân cả nước tham gia tuần lễ vàng và xây dựng quỹ độc lập sự kiện trên không chỉ giúp chính phủ cách mạng non trẻ vượt qua những thiếu thốn về tài chính mà còn là minh chứng rõ nét cho sức mạnh vô địch của quần chúng nhân dân chỉ trong một tuần từ ngày 17 Tây đến ngày 24 Tây tháng 9 năm 1945. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng bào cả nước đã ủng hộ cho quỹ độc lập khá nhiều vàng, bạc, tiền Đông Dương ở nơi cực bắc của Tổ quốc. Vua Mèo Vương Chí Sình, Đồng Văn Hà Giang đã ủng hộ 9 cân vàng và 2,2 triệu đồng bạc trắng. Tại cố đô Huế, Nam Phương Hoàng Hậu, vợ của cựu Hoàng Bảo Đại, khi đó là cố vấn Vĩnh Thụy, đã ủng hộ hàng chục chiếc nhẫn, hoa tai, vòng vàng, quý, nêu gương cho nhân dân Huế, ủng hộ 420 lạng vàng. Bà Thềm, công chúa Trăm Ninh Thuận, ủng hộ một mũ vàng, một quả na, một quả khế một nải chuối vàng và cả và cả chiếc mục vàng của dòng họ vua trăm có thể nói thông qua tuyên truyền tuần lễ vàng đã nhận được sự ủng hộ sôi nổi trên cả ba miền bắc trung nam không chỉ có người giàu mà gần như mỗi gia đình dù ít dù nhiều cũng tham gia ủng hộ xây dựng quỹ độc lập người đôi bông tai nhà một hai con bò Kết quả là chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước đã quyên góp được 20 triệu tiền đồng và 370 kg vàng. Với thời gian, việc hiến tặng chắc trở thành truyền thống, nên dân Việt cứ thế mà tiếp tục dần hiến dài dài. Thông tri tháng 5 Truyền thông Ủy ban thực hiện chủ trương tư nhân xin hiến tài sản cho nhà nước. Người dân tộc Giao Đói hiến dâng trăm mét vuông đất để xây lớp học. Người dân Sóc Hơn, người dân Sóc Sơn, Hà Nội đồng lòng hiến đất làm đường. Quảng Bình lan tỏa phong trào hiến đất làm đường. Cựu chiến binh hiến đất làm đường. Cụ ông 97 tuổi ở Hà Tĩnh hiến nhà để làm thư viện. Bình Phước hiến tài sản để làm đường, suối. Ngay cả bọn thuyền nhân chạy theo bơ thừa sữa cặn trước khi đâm sầm ra biển cũng không quên hiến tặng hết cả của chìm của nổi cho chính quyền cách mạng. Dù với đủ điều kiện, đủ cách, đủ cỡ, đủ thứ, đủ loại hy sinh và hiến tặng như thế, rộng rã hơn 70 năm qua hiện tình, tài chính nước nhà cũng vẫn y chang như hồi 1945 thôi. Quốc khố vẫn cứ trống trơn, và nay lại còn thêm một mớ nợ nần trồng chất nữa, theo như lời báo nguy của Nguyễn Xuân Phúc. Nợ công trong năm, năm qua tăng trung bình gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng, tốc độ tăng chi thường xuyên cao, thu ngân sách không đủ chi thường xuyên và trả nợ. Nếu không chấm dứt tình trạng này, sự sụp đổ nền tài khóa quốc gia không thể tránh khỏi. Đề nghị các cơ quan chức năng phải có cải cách đột phá trong tư duy ngân sách, kiểm soát nợ công và đảm bảo khả năng trả nợ. Đại biểu quốc hội có kiến nghị rất đột phá là huy động vàng và US dollar trong dân. Nói là đột phá nghe cho lạ tai. Chứ giải pháp này không khác mấy với sáng kiến tuần lễ vàng từ hồi 1945 của Hồ Chủ tịch. Ba phần tư thế kỷ đã qua, toàn dân đều đã sáng mắt, sáng lòng ráo trọi. Vàng chứ có phải là kích đâu. Và đô la cũng chả phải là giấy đi cầu mà huy động hoài vậy được. Kính thưa quý khán thính giả, câu chuyện trong tuần đến đây tạm kết thúc. Ngọc Dung xin kính chào quý khán thính giả, hiện lại hẹn gặp lại quý vị trong câu chuyện trong tuần kỳ tới. Kính chúc quý vị một ngày an lành và hạnh phúc.